Sau lần đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay củ đề Thái nội địa 110 nó lại tiếp tục về rồi. Hàng Code Wasim KQZ nha anh em nha. Cái này là thương hiệu độc quyền anh em ha. Cái này thì ở Việt Nam thì gần như không có ai bán đâu, tại vì cái này có một mình đạt săn được thôi. Tất cả những anh em nào mà mua cái này ở Việt Nam đều là do đạt phân phối hết, mà nó thẳng như vậy nha anh em nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm, bên mình giá thực dạng ngon bổ rẻ nhất rồi, 300.000 một củ. Và mình nói thẳng luôn, củ đề 110 300.000, chắc chỉ có một mình đạt bán củ đề này giá 300.000 thôi. Thì giá tốt như vậy cho nên là anh em cứ yên tâm sử dụng. Bảo hành cho anh em 60 ngày. Em ơi cho anh mượn con dao động giấy. Đây thì mình sẽ quay cho anh em chi tiết. Đầu tiên thì củ đề này nó sẽ ở trong một cái bọc nha anh em nha, có chữ Code Wasim. Đấy, củ đề này thì nó là củ đề hàng Thái Lan nội địa. Và chất lượng của nó thì không phải bàn luôn em. Xe nhà mình là cũng đang xài cái củ đề này luôn. Từ xe Future 2 của mình, máy neo á, cho tới dòng rim lụt, mình cũng đang xài cái củ đề này. Tại vì nó rất là mạnh và xài lâu nó không có bị kêu nha anh em nha. Đặc điểm của nó là nó không kêu, kể cả xe đi đồ nhà mình cũng xài cái củ đề này luôn. Tại vì bình thường xe đi đồ thì người ta sẽ sử dụng là đạp, nó không ai để, nhưng mà do nhà mình là chất một cái sọt ở phía sau rồi, cho nên là cũng sử dụng củ đề luôn. Rồi ok, thì quay trở lại. Bình thường anh em thì sau một thời gian sử dụng á, thì khoảng 10 năm, 20 năm là những cái xe rim quay của anh em đa số là củ đề nó đều bị kêu, nó đều yếu đi rất là nhiều rồi. Thì đương nhiên anh em biết mà, nó sử dụng chỗ than đề ha, củ đề nó sử dụng lõi từ cộng với chỗ than đề để tạo cái lực quay. Thì đương nhiên sau một thời gian nó quay thì nó phải có mòn thôi anh em, đúng không ạ? Người mình sử dụng còn mòn mà nó chi mấy cái đồ sắt này thì sau một thời gian nó sẽ mòn, nó yếu đi rất là nhiều, từ của nó cũng yếu đi đó, thì nó sẽ bị hiện tượng là nó yếu, đề máy không có nổi, đề lâu, dạng như anh em phải giữ một lúc nó mới lên được máy, chứ không phải là ấn một cái nhẹ nó lên. Xe mới anh em là chỉ cần nhích nhẹ cái nút đề nó lên rồi, không có tốn nhiệt bình cũng như là nó không có ồn ào. Còn xe cũ thì đôi khi anh em phải đề hoài luôn, đề nó cả hạt một hồi nó mới lên, đôi khi đề nó không lên nổi luôn, mà không phải là tại bình mà là tại củ đề. Thì giải quyết rất là đơn giản luôn, em chỉ cần mua củ đề này về gắn vô, cam kết với anh em đề không bao giờ có tiếng thứ hai cho anh em luôn nha. Đề không bao giờ có tiếng thứ hai luôn. Để mình sẽ test cho anh em trên xe của Đạt trước. Xe của Đạt là sử dụng là củ đề 125 nha. Xe của Đạt là sử dụng củ đề 125, nhưng mà nó cũng là đề KQZ luôn. Đây này. Đây mình sẽ quay cho anh em coi. Đây là xe phụ trợ 2 chở hàng của Đạt nha, xe chở hàng á. Đây này. Đây, cũng sử dụng củ đề KQZ luôn này. Đấy. Thấy không? Đó, củ đề KQZ luôn nè. Cái này cũng sử dụng củ đề KQZ luôn. Và đề rất là mặn, cực kỳ mặn luôn, một phát ăn ngay. Đây. Đây nha anh em. Thấy không? Phát một lên ngay rồi, không bao giờ có tiếng thứ hai. Đây. Đó. Chưa? Phát một ăn ngay này. Đó, thấy không? Đó. Xe này nó hơi tá rồi cho nên là. Đó, thấy không? Đề phát một là lên. Nè. Đó, lên liền nha. Bao mạn luôn, mà cái củ đề này mình xài hơn 1 năm rồi. Anh em hiểu ha, cái độ chất của nó hơn 1 năm rồi mà nó đề cỡ đó đó, không có một tiếng nào luôn. Thì đây anh em cứ yên tâm luôn. Rồi quay lại với củ đề này. Đây, mình sẽ cắt ra cho anh em coi. Chất lượng thì nói hàng với anh em là bao cho anh em lên xe thoải mái luôn nha. Đây, củ đề KQZ. Nhà đầu ta. Đây nha anh em. Rồi, đây mình sẽ cắt ra cho anh em coi. Đây. Đây. Đây là cái củ đề của mình. Mình cắt ra cho anh em coi luôn. Củ đề này thì nó phân phối chính hãng bởi công ty Mihu, công ty Minh Hùng anh em. Đây. Và đây là tem vàng của nó nha. Đấy, cực kỳ sắc sảo luôn, sắc nét cực đẹp. KFM Code Wasim. Củ đề này là củ đề dài nha anh em nha. Củ đề này củ đề dài 110, củ đề dài nha, không phải là củ đề ngắn nha. Củ đề rim bình thường nó ngắn tới đây à. Nó ngắn lắm, mà tất nhiên thì nó ngắn thì đương nhiên lực từ của nó sẽ không bằng rồi. Đó, thì anh em nào cần thì có thể liên hệ với Đạt. Nói chung là đây, củ đề này mình sẽ quay chi tiết cho anh em, thân thì rất đẹp, có tem vàng cho anh em luôn, tem vàng Thái nha. Cái tem này á bình thường là người ta chỉ có dán lên thôi. Còn riêng cái này là củ đề Code Wasim, cho nên là nó sẽ có tem của hãng Code Wasim luôn. Cho nên là anh em yên tâm, nó là hàng chính hãng của Code Wasim, không phải hàng nhái hàng giả gì hết. Mà anh em biết rồi, hàng chính hãng thì cái độ bền nó rất là cao, nó không như những cái hàng nhái hàng giả nha. Cái loại dán tem này kia là nó là dạng hàng độ chế chứ không phải là hàng zin 100%. Nó sẽ là hàng độ chế dán tem thêm. Còn cái này nó là tem của Code Wasim luôn nha anh em nha, anh em lưu ý giúp mình, chứ không phải là hàng dán tem nha. Dán tem thì nó sẽ khác.
Rồi đây sẽ dưới này sẽ có chữ Mitsuba đó cho anh em nha. Hàng nội địa Thái mà hàng chính hãng cho nên họ mới dám đóng cái mộc tên của thương hiệu họ lên đây luôn, không có sợ bị công an bắt. Nhiều cái anh em nó hàng giả hàng nhái nó đâu dám đóng thương hiệu lên. Riêng cụ đề này thì sẽ đầy đủ phe cài chốt cho anh em luôn nha. Đó, dây đề này kia đầy đủ cho anh em luôn. Thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Giá rất là tốt luôn, chỉ có 300 ngàn một cụ thôi. Thì anh em nào thực sự cần thì có thể liên hệ với Đạt. Cụ đề này cực kỳ ngon luôn. Đấy thì hôm nay có tem, hôm bữa nó bị lỗi một hai cụ anh em là nó bị không có tem. Thì mình cũng đã báo với bên hãng là sẽ đền cái tem cho anh em rồi nha. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ với Đạt. Cụ này chỉ có 300 ngàn một cụ thôi. Đề rất là mạnh, clip test này kia thì mình cũng đã lên cho anh em rồi. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Giá 300 ngàn một cụ cực kỳ tốt luôn. Cụ đề là cụ đề dài 110 cho nên là chất lượng nó rất là tốt, đề rất là mạnh nha. Rồi xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.